trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, chiếm trên 63% dân số, với một nền văn hóa đậm đà bản sắc riêng. Nhắc đến hòa bình, chúng ta không thể không nhắc đến Mường Binh Cận và được lưu truyền và phát triển qua bao đời nay. Và đây, những cô gái Mường thức tha duyên dáng trong những bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Mường. Nét hoa văn tinh xảo càng tôn thêm vẻ đẹp và sự khéo léo của người phụ nữ Mường. Cho dù thời gian đi qua, những bộ trang phục dân tộc truyền thống của người Mường vẫn luôn giữ được nét đẹp, giàu bản sắc văn hóa trên đất Mường hòa bình. Kính thưa quý vị, chiêng ngân vang vọng núi đồi, hồn thiêng sông núi quê tôi vọng về. Chiêng Mường là báu vật ông cha truyền lại, là hội tụ linh khí đất trời, gọi mùa xuân đơm hoa kết trái, gọi bốn Mường ta trẻ bộ vui tươi. Chiêng Mường là linh hồn của người dân tộc Mường. Năm 2016, chiêng Mường được công nhận là di